走过太多战役，夜潮正浓在叫晚风喘息。王者的战绩，称霸只差单车，任性地全部豁出变无敌。还着颜色，这世界是我天生拥有的。猛风笑冷战，更冷我再和你，再处心再合理。Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, thái hoàng thái hậu. Không được vô lễ. Quỳ phi, Trẫm truyền chỉ không gặp nàng, sao nàng lại cứ khăng khăng tới quấy rầy vậy? Hoàng thượng, phụ thân thần thiếp thân mang trọng tội, đáng chết vạn lần. Nhưng thần thiếp đang mang long thai, thì có thể cắt tóc tỏ lòng cầu xin hoàng thượng. Thần thiếp cầu xin người, người hãy niệm tình phu thê của chúng ta mà tha chết cho phụ thân của thần thiếp. Im miệng. Phụ thân ngươi phạm tội tày trời, ý đồ mưu phản, tội bất dung tha. Hôm nay cho ngươi gặp hoàng thượng, không phải đến nghe ngươi xin xá tội, mà muốn ngươi biết từ nay về sau không được mơ tưởng nữa. Hoàng thượng, Trẫm có quyết định của mình. Hoàng tổ mẫu, không cần phiền não về chuyện này. Nha Ngọc Minh soạn từ điển Khang Hy, trong việc dùng từ có ý phản thanh, nhưng việc học đa dạng, chỉ một chữ một câu, khi giải thích cũng có rất nhiều nghĩa. Việc này ảnh hưởng rất sâu xa, Trẫm không muốn vì việc đó mà ảnh hưởng đến lòng dân thiên hạ. Nhưng để không ảnh hưởng đến các quan viên trong triều, Trẫm quyết định tước quyền đại học sĩ của Nha Ngọc Minh, đưa đi Tây Tạng cả đời không được hồi kinh. Việc này coi như kết thúc từ đây. Đã hoàng thượng khai ân. Nếu hoàng thượng đã quyết định như vậy, ai gia sẽ tôn trọng ý kiến của hoàng thượng. Huệ phi, lui đi. Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn thái hoàng thái hậu, thần thiếp cáo lui. Huệ phi vì có khuôn mặt giống hoàng hậu lúc trước nên được tuyển vào cung, nhận được sủng ái của hoàng thượng, nên Huệ phi với phụ thân cô ta mới ỷ lại thân thế, hung hăng ngang ngược, khiến cho hậu cung và triều chính xảy ra quá nhiều rắc rối. Tạ ơn sự chỉ bảo của hoàng tổ mẫu. Lúc trước Trẫm rất sủng ái Huệ phi nên nhất thời phán quyết hồ đồ. Nhưng mà lần này Trẫm miễn tội chết cho Nha Ngọc Minh xử lý như vậy là vì Trẫm muốn thi hành nhân trị, việc gì cũng phải rộng lượng giảm thiểu giết chóc để ổn định thần dân Đại Thanh, cùng chung sống hòa bình. Vậy cũng tốt, chuyện này như vậy sẽ tốt hơn. Việc quốc gia đại sự ai gia cũng không muốn hỏi nhiều làm gì. Nhưng còn chuyện trong hậu cung, cái ghế hoàng hậu bây giờ vẫn còn trống. Hoàng thượng, người phải mau chóng phong hoàng hậu mới để giảm tranh chấp trong hậu cung. Hoàng quý phi sẽ là một lựa chọn tốt, thật không tìm được người thứ hai. Nếu có hoàng quý phi quản lý hậu cung, hoàng thượng, từ nay về sau người sẽ không cần phải lo lắng nữa. Trong cung truyền đi tin đồn là hoàng thượng sẽ sớm sắc phong biểu tỷ làm hoàng hậu. Quế Lương phải chúc mừng biểu tỷ đã đạt được thứ mình muốn. Biểu muội, muội nghĩ thật xa quá rồi. Muội nói sự thật thôi mà. Vậy là bọn muội sẽ sớm có thể gọi tỷ là hoàng hậu nương nương rồi. Thực ra tỷ mới phải là người chúc mừng muội mới đúng. Dương gia lần này lập đại công cho hoàng thượng, sau này sẽ được hoàng thượng trọng dụng nhiều hơn. Phải đó, vị kiến trừng cũng phải cung hỷ nhị phúc tấn rồi.
Nếu như sau này tỷ làm được hoàng hậu rồi, cấp bậc lễ nghĩa giữa chúng ta không thể thiếu được. Vậy gặp mặt của chúng ta cũng phải thận trọng đó. Sao lại như vậy? Tỷ vẫn giống như xưa thôi mà. Không giống. Lên ngôi hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, từng câu từng chữ đều phải có quy luật. Nếu như có điều gì sai sót, truyền ra ngoài sẽ làm trò cười cho thiên hạ đó tỷ. Đừng mãi lo nói nữa, hay là chúng ta thử thức ăn của nhị Phúc Tấn làm đi. Được đó. Món điểm tâm này gọi là ngũ đài đồng đường, dùng 5 loại nguyên liệu khác nhau làm ra nó. Mùi vị thơm đậm, nhị Phúc Tấn đúng là tay nghề không tầm thường. Quế Luân thấy dạo này Dương gia rất bận rộn chính sự, cho nên tự ta làm những món điểm tâm cho ngài ấy ăn thử. Dương gia cũng chưa thử nữa, hai người cho ý kiến đi nha. Được. Trong đây có đậu tương à? Dương gia không thích ăn đâu. Dụ thân Dương không thích ăn đậu tương sao? Đúng rồi, cả Quế Luân cũng không biết. Sao ngược lại tỷ lại biết vậy? Thực ra nhiều năm trước, năm đó Dương gia đã từng ở kinh thành, được phái phụ trách thị sát chuyện xây dựng hoàng cung nội trì, cho nên ngài ấy đã từng ở nhà của bổn cung, sống ở đó một thời gian ngắn, cho nên tỷ mới biết Dương gia không thích ăn đậu tương. Còn về Dương gia không thích thức ăn gì nữa không thì bổn cung không biết rõ việc này. Quế Luân thật sự đa tài sẽ nhắc nhở của biểu tỷ, nếu không thì muội càng cố gắng trổ tài ngược lại sẽ làm Dương gia không vui. Sao lại như vậy? Quế Luân đối xử tốt với Dương gia, Dương gia nhất định biết được mà. Con muốn xin xá tội cho Nhan Ngọc Minh. Hoàng tổ mẫu, con người ai không làm sai chứ? Trong việc sai trái của Nhan Ngọc Minh, Phúc Toàn hiểu rõ nhất. Bởi vì Phúc Toàn cũng đã từng sai phạm, chỉ là may mắn nhờ Hoàng tổ mẫu và Hoàng thượng cho con cơ hội thôi. Vậy con cảm thấy Hoàng thượng nên làm thế nào hả? Đúng vậy, dương pháp nghiêm minh mới ổn định được thiên hạ. Nhưng Huệ Phi nương nương vẫn là thế tử của Hoàng thượng. Nhan Ngọc Minh lại là nhạc phụ của Hoàng thượng. Cùng Hoàng thượng là người một nhà, giọt máu đào hơn ao nước lạ. Cầu xin Hoàng tổ mẫu khuyên Hoàng thượng xin hãy nương tay phán tội nhẹ cho. Không ngờ con cùng Hoàng thượng lại có chung tâm ý, xử sự khoan dung. Thật ra Hoàng thượng đã sớm quyết định rồi, tha tội chết cho Nhan Ngọc Minh, chỉ là đày đi Tây Tạng thôi. Hoàng thượng anh minh, rộng lượng nhân hậu, giảm thiểu chết chóc, thiên hạ sẽ thái bình. Thật không thể ngờ Phúc Toàn còn biết rõ Hoàng thượng hơn cả Hoàng tổ mẫu ta nữa. Con đúng là đã có thiện tâm, không còn giống như ngày trước. Phải rồi, vào ngày mùng 1 tháng sau, mỗi năm vào đúng ngày này, ai gia đều di giá tới hư dân tự cúng Phật ăn chay, cảm tạ ơn phúc. Vậy lúc đó hai bà cháu ta sẽ có thể cầu phúc cho năm tới. Cầu xin Phật tổ phù hộ, đại thanh quốc thái dân an. Nhưng tới lúc đó, ai gia sẽ nhờ doanh trại thị vệ của con phụ trách bảo vệ. Phúc Toàn nhất định sẽ dùng hết sức mình bảo vệ an toàn cho Hoàng tổ mẫu. Thật ra ai gia vẫn còn một nỗi phiền, đó là hậu cung không thể không có hoàng hậu. Hoàng thượng cần phải chọn một phi tần hiểu biết quốc pháp, đủ tư chất để quản lý hậu cung. Phúc Toàn, con nghĩ Hoàng Quý Phi có phải là người đủ tư chất không? Hoàng Quý Phi nương nương gia thế trong sạch, hiền lương thuộc đức, xử sự công minh. Ngôi vị hoàng hậu ngoài người ra không còn ai phù hợp nữa. Hơn nữa ngôi vị hoàng hậu để trống đã lâu rồi, cũng phải tới lúc tìm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mới. Thì ra con và ai gia có chung tâm ý, hy vọng hoàng thượng sớm ngày chọn được hoàng hậu. Vậy ai gia sẽ giải quyết được nỗi băn khoăn rồi. Ngươi có thể lui được rồi. Dương gia gần đây chắc bận tâm nhiều chuyện về chuyện của Nhan Ngọc Minh phải không? Thì ra hoàng thượng đã sớm quyết định biện tội chết cho Nhan Ngọc Minh, chỉ lưu đại hắn ra Tây Tạng thôi. Nhưng đáng tiếc là con gái ông ta Quệ Phi lại bị thất sủng. Trong cung đã có tin đồn Hoàng Quý Phi sẽ được chọn làm hoàng hậu. Vậy thì tỷ ấy lần này đúng là nhờ Dương gia ngài rồi. Nếu không phải Dương gia điều tra được Nhan Ngọc Minh có tội mưu phản, tỷ ấy cũng không thể có được cơ hội này. Thì ra trong này có đậu tương à? Đúng vậy. Dương gia không thích ăn sao? Lúc này ở duyệt tâm trai, Quế Luân cũng cho Hoàng Quý Phi ăn thử đó. Hoàng Quý Phi có nói với Quế Luân là Dương gia ngài không thích ăn đậu tương. Quế Luân là thi tử của Dương gia lại không biết được, mà phải nhờ Hoàng Quý Phi nhắc nhở mình. Tỷ ấy còn nói
Dương gia trước đây đã từng sống nhờ ở nhà của tỷ ấy. Vậy tại sao Dương gia không bao giờ nói cho Quế Lương nghe về chuyện này vậy? Năm đó ta được phái đi kinh thành thì xác việc xây hoàng cung. Con sống ở nhà cha mẹ Hoàng Quý Phi một thời gian. Cô ấy biết khẩu vị của ta cũng không có lạ đâu. Nhưng mà khoảng thời gian ta ở đó rất ngắn, ta và Hoàng Quý Phi lại không quen lắm. Nàng biết đó, bây giờ thân phận có thay đổi, ở trong cung không được nhắc lại chuyện cũ. Nhưng mà Quân Tấn à, có thể gần đây nàng bận rộn nhiều chuyện, tinh thần không thoải mái mới nghĩ lung tung thôi. Vậy đi, về phòng nghỉ ngơi sớm đi, được không? Quế Lương xin lui. Hoàng Quý Phi nương nương, nô tài có chuyện bẩm báo. Bình thân. Nô tài của Vũ Thông Dương, An Vinh kêu nô tài đưa bức thư này cho nương nương, còn kêu nô tài đừng tiết lộ chuyện này ra. Nô tài xin phép cáo lui. Nương nương. Bổn vương diện kiến Hoàng Quý Phi nương nương. Dụ Thân Dương đa lễ. Bổn vương đang muốn tới doanh trại thị vệ, không ngờ lại gặp được nương nương. Hôm nay bổn cung cảm thấy khí trời thanh đản, lại nghe nói ở đây vừa mới trồng được cây cỏ và hoa mới nên tới đây xem thử. Nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi lạnh. Tư Kiều à, ngươi về cung lấy áo choàng giúp ta. Dạ nương nương. Nương nương, nơi này gió lớn, hai ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Được. Ta vừa nhận được thư của Dương gia, không biết Dương gia có chuyện gấp gì mà tìm bổn cung. Hoàng Quý Phi, thực ra là Nhị Phúc Tấn đã từng hỏi bổn Dương về chuyện lúc trước của hai chúng ta. Bổn cung cũng thấy không yên tâm, chỉ trách bổn cung lần trước lỡ lời, nhanh miệng nói ra việc Dương gia không thích ăn đậu tương. Cho nên chính vì chuyện này làm cho Nhị Phúc Tấn hiểu lầm. Thực ra bổn Dương đã giải thích với Nhị Phúc Tấn rồi, nhưng chỉ tại đằng ấy đa nghi cho nên mới suy nghĩ lung tung như vậy. Nương nương, người còn đề cập tới vì bổn vương sống ở Lương gia một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà để dập tắt hoài nghi của Nhị Phúc Tấn, ta đã nói là Dương gia ngài chỉ sống ở nhà ta vài ngày, ta không quen biết nhiều với Dụ Thân Dương. Bổn vương cũng nói với nàng ấy như vậy đó, không ngờ cho tới bây giờ chúng ta lại hợp ý nhau như vậy. Chúc mừng Hoàng Quý Phi, Thái Hoàng Thái Hậu đã từng hỏi bổn vương về việc lập hoàng hậu. Thực ra ai cũng cho rằng Hoàng Quý Phi là người tài đức tốt nhất, không thể có người thứ hai được. Tin rằng không lâu sau nương nương sẽ được phong làm hoàng hậu. Dương gia nhận định là bổn cung thích hợp làm hoàng hậu sao? Trong chốn hậu cung vốn không ai sẽ bằng Hoàng Quý Phi người. Bổn vương biết rằng lần gặp mặt này sẽ gây khó khăn cho nương nương, nhưng sau này Hoàng Quý Phi trở thành mẫu nghi thiên hạ rồi, chỉ sợ lúc đó không có dịp gặp gỡ nữa. Lần này mong muội cầu kiến, sau này nương nương hãy cứ yên tâm làm hoàng hậu, bổn vương sẽ không làm phiền nữa. Dương gia vì hoàng thượng lập được đại công, hoàng thượng còn rất trọng dụng Dương gia. Tâm nguyện nhiều năm nay của Dương gia đã có thể đạt thành, nhất định vừa lòng mãn nguyện, sau này có thể thực hiện hoài bão, tận dụng sở trường. Bổn vương thật sự đã mất đi rất nhiều thứ trong quá khứ rồi, Hoàng Quý Phi. Nhưng việc trước kia bổn vương vẫn còn nhớ như in ở trong đầu. Những chuyện trước kia chỉ là gió thoảng mây bay. Bổn cung xin chúc Dương gia sau này mọi việc thuận lợi, tung cánh bay cao, đừng vì chuyện quá khứ mà bỏ lỡ. Bổn vương sẽ nhớ rõ lời nói hôm nay của nương nương và quyết không phụ tấm lòng của nương nương. Hậu cung quy tắc nghiêm ngặt, e là sau này chúng ta khó có thể nào gặp mặt riêng được. Lần này gặp mặt đã là phạm lễ nghi, cũng không nên có lần sau nữa. Bổn vương hiểu ý của nương nương, bổn vương sẽ đem cất mã đầu cầm đi, sau này chỉ một mực giúp hoàng thượng làm việc và sẽ không lo chuyện khác nữa. Dương gia có thể làm được như vậy thì rất tốt. Nếu như vậy thì bổn cung xin phép cáo từ. Với thân phận là ngự tiền thị vệ, có trách nhiệm bảo vệ hoàng cung, vậy mà không làm được,
làm cho vụ án Nhan Ngọc Minh cứ kéo dài mãi, không thể cấp tốc phá án, làm cho Hoàng thượng Long Nhan phẫn nộ, xem đáng tội gì. Cũng may nhờ Bốn Dương giải thích rõ ràng với Hoàng thượng nên Nhan Ngọc Minh và Hiến Thừa mới được trị đúng tội của mình. Hoàng thượng mới không truy cứu nữa. Nhưng mà mọi người phải ghi nhớ là sau này tuyệt đối không được tái phạm. Tạ ơn gia. Bổn Vương còn một chuyện muốn tuyên bố. Từ nay về sau, thăng chức cho Cáp Thiện làm phó thống lãnh ngự tiền thị vệ. Tạ ơn Vũ Thân Dương đã đề bạt thuộc hạ miễn lễ. Còn nữa, Nhiếp Đa Bảo có công phá án, phá lệ đề bạt phong làm tam đẳng ngự tiền thị vệ. Tạ ơn Vương gia đã đề bạt, thì chức nhất định sẽ cố hết sức mình dốc sức làm việc vì triều đình. Miễn lễ. Cạn chô. Cạn. Cáp Thiện đại nhân, sau này xin ngài hãy quan tâm nhiều thằng Đa Bảo giùm tôi. Đúng đó, Cáp Thiện đại nhân à, Đa Bảo là đứa rất giỏi, nó không có làm đại nhân thất vọng đâu. Cha mẹ, đừng có làm phiền Cáp Thiện đại nhân để ngài ấy thông thả ăn bữa cơm đi mà, được không? Đa Bảo chỉ nhờ bản thân mình mới được Vũ Thân Dương khen thưởng thôi, sau này chắc chắn sẽ làm được đại sự đó. Ngài danh món dịch bát bảo của Thừa Mãn Lâu đã lâu rồi, hôm nay có cơ hội thưởng thức, đúng là danh bất hư truyền. Đà tạ Cáp Thiện đại nhân khen ngợi. À phải rồi, đại nhân, chúng tôi còn chuẩn bị cho đại nhân một vài món quý hiếm và đặc biệt nữa. Tiểu Thăng à, mau dạ. Vào trong chuẩn bị. Dạ đi ông chủ. Nè Đa Bảo à, dạ. Con suốt ngày cứ bị thương thôi, con có biết là con làm mẹ lo lắng lắm không? Đương nhiên là con biết rồi. Cái thằng con này đúng là đứa giỏi nhất ở trong doanh trại thị vệ đó. Thời gian ngắn như vậy mà đã làm tam đẳng thị vệ, đúng là điều đáng tự hào. Đương nhiên là tự hào rồi. Con hỏi gì chứ, con hỏi Nhiếp đó mà, có phải không? Sau này huynh một bước lên mây phải nhớ cân nhắc tiểu đệ đó. Có chuyện đó sao? Một bước lên mây thì phải nhờ vào năng lực bản thân chứ, ai cho phép cứ ở đi dựa dẫm người khác chứ. À, trời ơi, quan quá đại nhân. Ê, đừng có tưởng người ta đang ngủ rồi ở đó làm biếng đó nghe. Tôi đâu có làm biếng, chỉ là không biết tại sao mỗi lần tập tới chiêu tìm long dịch dùng ông dạy cho tôi thì tự nhiên trong ngực cảm thấy nôn nao khó chịu, ý nghĩ rối loạn, làm sao cũng không bộc phát được. Trời ơi, không biết rõ chiêu thức thì đừng có cố mà tập, cậu cứ dẫn sức mạnh như vậy dĩ nhiên là đau rồi. Nè nè, là ông dạy cho tôi mà, ông nói đánh chiêu nào cũng cần phải dùng tới tinh khí thần thủ nhãn tâm để đủ cả 6 thứ này mới được. Thì đúng vậy, nhưng mà mọi sự thì cũng phải làm cho đúng thứ tự. Chưa học bò thì cậu đã lo học chạy rồi, dĩ nhiên ngực phải đau. Cách học của cậu vậy, học cái gì cũng không thành đâu. Không biết là thật hay giả đi. Bộ nhìn ta giống lừa cậu hả? Giống. Hôm nay ông tới đây thôi. Nhìn vậy sao? Thì đúng rồi, cậu vừa mới thăng chức mà. Từ nay mỗi lần dạy thêm một chiêu phải thêm 200 lượng. Nè, sao không đi cướp luôn đi? Tôi tặng thừa bản lâu cho ông luôn chịu không? Ta rất là công bằng, cậu thăng chức rồi, thù lao dĩ nhiên phải tăng ha. Nhưng mà ta thấy chức của cậu cũng đâu có cao đến đâu. Không cần cao, đủ lớn là được rồi. Nhưng mà cậu nghĩ nó lớn vậy, thực ra nó nhỏ vậy nè. Hòa thượng quái, đừng có tỏ ra vẻ cao thâm có được không? Cậu không hiểu dĩ nhiên nói cao thâm rồi. Hòa thượng quái, ông nói tôi còn không hiểu, ông còn dạy dòng lớn như vậy, nó còn lại có ý nghĩa gì đây? Cái dòng này đối với cậu là rất lớn, nhưng mà đối với ta lại rất nhỏ. Vậy sao cứ bị nó nhốt trong đó hoài? Tại sao chúng ta không nhảy ra khỏi dòng để có thể được tự do tự tại? Cái thứ cảnh giới hư vô này không dễ có được đâu. Ông nói chuyện hư vô như vậy, hay là sau này ông sửa tên là hư vô đi. Diễn Ngân đại sư, vừa rồi đạo lý của đại sư vừa nói thật sự làm bần tăng cảm thấy mở rộng tâm hồn, tâm như gương chiếu. Không phải chứ Thanh Duyên đại sư, ngài là trụ trì của ngôi chùa này, Phật pháp cao thâm, không lẽ cả ngài cũng tin lời nói của hòa thượng quái dị này sao? Nếu như lão nạp có thể hiểu được toàn bộ vậy thì tốt quá. Diễn Ngân đại sư chu du tứ hải, lần này ngài ấy đồng ý ở lại bổn tự, đúng là diễm phúc của bổn tự đây. Nhưng mà mong một tháng sau Thái Hoàng Thái Hậu tới bổn tự bái Phật, tới lúc đó Diễn Ngân đại sư sẽ có cơ hội gặp mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Điều nói ra thì ta và bà ấy cũng có duyên phận một chút. Có phải ông không đó?
Nói như là ai cũng có duyên phận với ông vậy. Chuyến đi lần này của Thái Hoàng Thái Hậu, lúc đó sẽ do doanh trại thị vệ phụ trách bảo vệ. Tất cả những người bình thường rảnh rỗi sẽ không dễ tiếp cận được đâu. Bần tăng ở đây bận từ sáng tới tối, sao lại có người rảnh rỗi được. Nhưng mà có duyên gặp được tất nhiên là tốt rồi, nhưng không gặp được cũng không phải là việc xấu gì. Sâm đại thúc, thúc lại đưa rau tới à? Chị đại thúc đây, thúc không sao chứ? Nè, Thanh Duyên đại sư, vị đại thúc này bị câm hả? Phải, vị đại thúc này sống ở sau bổn tự trồng rau, sống đã được 20 mấy năm rồi. Ông ấy còn trồng được nhiều cây trà rất nổi tiếng, chúng tôi đặt tên cho nó là Hư Dân Trà. Hư Dân Trà. Hòa thượng quái, tôi muốn hỏi ông một chút, ông đã từng ăn rau của vị đại thúc đó chưa vậy hả? Rau này có sâu đó. Ông nuốt vào bụng tức là sát sinh. Ông đã phạm sát giới rồi. Sao cậu biết ta nuốt sâu vô bụng? Sâu lại biết là ông không nuốt hả? Thịt rượu xuyên dạ dày, Phật tổ ở trong lòng, ăn rồi thì sao? Không biết á thì không có tội mà, trong tâm có Phật là được rồi. Tôi thấy quan đại tẩu gần đây ăn được ngủ được, tinh thần rất tốt, đúng là vui quá. Sao cô không nói gì hết vậy? Không có. Xếp chút nữa quên chúc mừng ngươi thăng chức tam đẳng thị vệ. Miệng cô đang chúc mừng tôi, nhưng vẻ mặt của cô lại không giống như vậy. Thăng quan thì tất nhiên là đáng mừng rồi, nhưng hy vọng ngươi đừng giống cha ta, biến thành người chỉ biết lợi lộc, cấu kết với quan sai. Tôi là vị tiền thị vệ, không phải là vì công danh lợi quan gì hết. Trong lòng của tôi chỉ muốn vì ba tánh thiên hạ, phục vụ triều đình thôi. Nếu cha của ta cũng giống như ngươi thì tốt biết mấy. Gần đây ta thấy ông ấy hơi kỳ lạ, ông ấy rất ít nói chuyện với ta. Ta có cảm giác quan hệ giữa phụ tử ta hình như càng ngày càng tệ. Ý, cỏ phát đạt nè. Phát đạt? Có phải cô không vậy? Cô tự nói mình là con của nhà chế thuốc đông y, ngay cả cỏ phát đạt mà cũng không biết. Cỏ phát đạt này là một thứ dược liệu quý hiếm, 10 năm ra qua 10 năm kết trái. Thực ra cái tên của nó nên gọi là phát đạt bảo. Nó chẳng qua chỉ là cỏ dại thông thường thôi, như lừa ta nữa hả? Vậy hả? Sao cô lại biết? Cô giỏi quá ha. Giỏi thiệt đó. Còn phải nói, đây mới đúng là dược liệu quý nè. Đây chỉ là hoa dại mọc bình thường thôi mà. Sai, đây là cúc dại thì mới đúng đó. Bản thảo cương mục nói rõ, mùi ngọt hơi đắng, đã thông kinh mạch, có tác dụng trị nhiều bệnh. Nè, ăn sống còn có thể bồi bổ sức khỏe nữa. Thử đi. Có thật không đó? Thử đi mà. Ý chà. Sao đắng dữ vậy? Cô dám gạt tôi? Người ngốc quá trời luôn à. Ta nói lung tung mà cũng tin. Tôi không ngốc, sao cô có thể cười vui như vậy được? Thì ra ta ngốc mới đúng. Người giả ngốc đi dỗ ta. Tự ngưng cô nương, thiên hạ công phụ mẫu nào mà không thương con. Tôi có thể thấy Trác đại thúc thật sự rất thương cô. Qua, đi ra ngoài coi sao. Dạ. Thất thúc, đóng cửa chưa? Đi liền. Cha. Tử Ngưng, chẳng phải con nói đi thăm quan đại tẩu sao? Sao con lại về sớm vậy? Tinh thần tổ ý bây giờ tốt lắm rồi nên con mới về sớm. Cha, sao đóng cửa sớm vậy? Không lẽ cha lại hẹn người của quan phủ nữa hả? Phải rồi. Ê, cha làm như vậy cũng chỉ vì bắt hỷ đường thôi à. Cha, cha suốt ngày làm bạn với mấy tên cổ quan đó, sớm muộn gì cũng có chuyện thôi. Gì mà cổ quan chứ?
Trong triều có người thì dễ làm việc thôi. Cha làm ăn ở kinh thành, phải tiếp đãi các quan phủ đó chứ, là chuyện bình thường thôi mà. Ê, các ngươi! Con à! Họ là ai vậy cha? Sao con chưa từng gặp họ? Hai người này hả? Họ là người mà cha mới thuê về. Mới thuê về à? Tìm chúng ta đủ người rồi, con mướn người làm gì? Mấy ngày nay thật ra cũng bận rộn quá nên mướn họ về phụ giúp thôi đó mà. Con cứ cảm thấy là cha có gì đó giấu con. Ý cha, làm gì có chứ. Chuyện này cha biết làm gì mà. Con biết. Ý, nếu như con không có chuyện gì, con mau về nhà đi. Trác đà chủ. Thúy Ngọc cô nương. Con gái của đà chủ không nghi ngờ chúng ta chứ? Yên tâm, tiểu nữ không hề biết gì về chuyện này. Nó càng không biết ta là người của Nhật Nguyệt Hội. Mời. Lúc trước có người đóng giả Nghe Tuấn mạo hiểm xâm nhập thành công vào doanh trại thị vệ, làm nổi gián cho Nhật Nguyệt Hội chúng ta. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng chuyện cũng đổ bể. Và Hồng Quýnh Đệ cũng đã anh dũng hy sinh vì chúng ta. Hồng đại ca chết thật không đáng. Mối thù này chúng ta nhất định phải trả. Thôi đi. Nhưng mà trước khi cậu ấy xảy ra chuyện, cậu ấy đã vẽ lại hết sơ đồ của doanh trại thị vệ cùng với bản đồ sơ lược của Tử Cấm Thành, giao hết tất cả lại cho ta. Nhưng mà mọi hành động của doanh trại thị vệ, ví dụ như vị trí đặt người ở phòng thủ tuyến đường tuần tra và những chuyện khác thì vẫn chưa kịp giao tới tay chúng ta. Đúng vậy. Mùng 1 tháng sau chính là ngày Thái Hoàng Thái Hậu bái Phật để cầu phúc. Đây cũng là lần đầu tiên bà ta rời khỏi cung lâu nhất tới Hư Dân Tự để cầu phúc. Cho nên tôi dự tính là ngày đó doanh trại thị vệ sẽ bảo vệ rất cẩn mật. Chúng ta nhất định phải sắp xếp lộ trình cho người mai phục sẵn. Nếu không làm như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào ám sát được lão thái bà đó. Cho nên hôm nay ta tụ họp mọi người ở lại đây chính là muốn lợi dụng tấm bản đồ này. Cử người lén vào trong thám thính tình hình, điều tra xem thứ tự sắp xếp và lộ trình hôm đó của bọn chúng. Nhưng mà doanh trại thị vệ ở trong Tử Cấm Thành được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Đừng nói là chúng ta, ngay cả một con ruồi cũng khó bay vào được. Nếu không thì chúng ta đã không phái Hồng đại ca làm nội gián. Rõ ràng biết núi có hổ cũng phải vào bắt hổ. Thật ra ta đã có kế hoạch từ sớm rồi. Nghe nói Nhiếp Đại Bảo và Cáp Thiền Đại Nhân sớm đã là người của Vũ Thân Dương rồi. Họ đã là chung một ruột từ sớm. Hey, hèn gì chẳng trách. Rõ ràng hắn đã bị mất chức từ đầu rồi, sau đó lại được thăng chức. Thì ra là họ đã cấu kết từ lâu rồi. Nè, sao hai người uống có vài ly đã say rồi chứ? Sau một canh giờ thuốc sẽ hết tác dụng. Trong thời gian này chúng ta phải nhanh chóng tới doanh trại thị vệ và vào trong đó. Không được chậm trễ, mau thay đồ đi. Sao hôm nay có người trực ở đây vậy kìa? Dạ. Thiết khẩu của tối nay là gì? Đuổi theo. Dạ. Hừ.
các ngươi tiếp tục đi tìm, gọi thêm người nữa, khóa tất cả các cổng lại, không cho ra khỏi đây. Ta phải về doanh trại thì dậy bẩm báo với bố Tề đại nhân. Dạ. Ta đúng là vô dụng, họ vì cứu ta nên mới phải hy sinh như vậy. Không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều thị vệ tuần tra khắp nơi, còn phong tỏa nơi này nữa, chắc là sẽ mau chóng tìm được chỗ này thôi. Tại sao lại như vậy? Vậy cũng để chúng chạy thoát nữa. Đại nhân, theo như Triệu Tài và Triệu Đan nói, ba tên nghi phạm đó có y phục và cả lệnh bài đều là của doanh trại thị vệ chúng ta. Theo như thuộc hạ điều tra thì ra là Dĩ Hào, Lý Giai Tường và Bục Phong đã uống say ở sông Hỷ Lầu, và y phục của họ cũng không cánh mà bay mất. Chắc là có kẻ bày kế cướp đi lệnh bài của họ, sau đó trà trộn vào trại thị vệ. Ba người đó đâu rồi? Thuộc hạ đã dẫn ba người họ về rồi, nhưng mà vẫn còn chưa tỉnh. Tên bị bắt đó có khai gì không? Hắn đã cắn lưỡi tự sát rồi, nhưng mà trước khi hắn chết cũng không hé miệng. Vậy thì manh mối đã bị đứt, chúng lén vào doanh trại thị vệ rốt cuộc có mục đích gì? Đại nhân, tuy người này đã chết nhưng thuộc hạ tìm được cái này trên người của chúng, chắc là có thể tìm được manh mối gì đó. Đây là bản đồ của doanh trại thị vệ mà, trừ phi trong trại thị vệ của chúng ta có nội gián. Tên nội gián này vừa đúng lúc có liên quan tới người đóng giả làm Nghe Tuấn. Sao lại nghĩ vậy? Cái ngày mà thân phận hắn bị bại lộ thì bố Tề đại nhân đã cho mọi người bố trí lại toàn bộ doanh trại thị vệ, và tấm bản đồ này lại là bức vẽ cũ nên có thể chứng minh nó được vẽ trước khi xảy ra chuyện, cho nên bức họa này có thể cho thấy rõ ràng đây chính là do Nghe Tuấn vẽ. Cũng có lý. Đại nhân, lúc nãy đuổi theo nghi phạm, bọn chúng tháo chạy tới khu vực Đại Sách Lan thì mất dấu. Thuộc hạ đã căn dặn thị vệ khóa hết tất cả các cửa lại, tiếp tục đi tìm manh mối. Lại là Đại Sách Lan. Lần trước Nghe Tuấn cũng tháo chạy tới đúng nơi đó rồi mất dấu, sau đó có người phát hiện hắn trong Bách Hỷ Đường. Lần này nghi phạm chạy tới đúng chỗ này rồi mất dấu, sao lại trùng hợp quá như vậy chứ? Đại nhân, chẳng lẽ người nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Bách Hỷ Đường sao? Ừ. Đại nhân, Bách Hỷ Đường thực ra chỉ là một tiệm bán thuốc nhỏ, theo lý thì cũng đáng nghi. Nhưng đâu bảo, người nói vậy có nghĩa là chống đối đại nhân rồi. Nói người nghi quan người tốt. Thuộc hạ không có ý đó. Đại nhân. Được rồi, đừng cãi nhau. Chỉ cần có manh mối, chúng ta không thể bỏ qua. Thái Thạch, Đa Bảo, dạ, lập tức dẫn thêm người, nhanh chóng đi lục soát Bách Hỷ Đường. Cứu lên đi. Sao nhiều thị vệ vậy? Không lẽ Bách Hỷ Đường lại xảy ra chuyện sao? Cha. Cha. Thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không được để cho bọn thị vệ biết chúng ta đang ở đây. Cha, sao có nhiều máu vậy? Cô ta là ai? Đây là đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy cha? Cha là phân đà chủ của Nhật Nguyệt Hội. Bách Hỷ Đường chỉ là một phân đà nhỏ của Nhật Nguyệt Hội mà thôi. Cha là người của Nhật Nguyệt Hội à? Tiểu thư, chúng ta đều là những người bị triều đình Mãn Thanh hãm hại. Cả ngươi cũng vậy sao? Tôi cũng vậy. Cả tôi nữa. Cả tôi nữa. Bây giờ cuối cùng con cũng đã hiểu cha rồi. Ủa, Nhiếp đại nhân có chuyện gì? Cái gì đại nhân? Có chuyện gì giúp được các vị không? Bổn quan nhận được một báo, nghi ngờ Bách Hỷ Đường cất giấu nghi phạm. Bách Hỷ Đường chỉ là nơi buôn bán nhỏ, sao lại cất giấu nghi phạm được chứ? Buôn bán nhỏ sao? Sao tối như vậy rồi mà các người còn ở đây hả? Chuyện là gì? Từ khi Bách Hỷ Đường mở cửa tới giờ, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bá tánh. Tới giờ chúng tôi vẫn chưa có về nhà,
Chúng tôi cố gắng làm nhiều hơn để ngày mai có thuốc bán cho mọi người. Bớt nói nhiều đi, khám xét cho ta, xét thật kỹ. Xét đi. Xét. Đại nhân, tổ sư Dược Dương ngồi canh chừng tiệm thuốc. Xin đại nhân cẩn thận đừng xúc phạm thần linh. Thần linh à? Xem ra lần này thần tiên cũng khó cứu ngươi rồi hả? Trời ơi, Linh Chi đã nói để ở đây rồi mà. Các vị đại nhân, ta bảo trang bị thuốc. Cha, họ nói là có nghi phạm ở chỗ chúng ta. Bách Hỷ Đường các ngươi chẳng qua chỉ là một tiệm thuốc bình thường, sao lại có mật thất? Vị đại nhân này đúng là không biết rồi. Bách Hỷ Đường của chúng tôi bán toàn những loại thuốc quý hiếm và rất nhiều dược liệu đặc biệt. Nếu không cất giữ cẩn thận, lỡ như bị trộm lấy mất rồi thì tổn thất lớn lắm. Hơn nữa, các loại thuốc này không phơi được cũng không làm ướt được, cho nên bắt buộc phải để ở chỗ khô mát này rồi. Trên đầy thuốc, vậy tại sao dưới đất lại có vết máu? Tại sao tay của thuốc lại bị thương vậy? Lúc khiêng hàng không cẩn thận nên bị thương thôi mà. Sao lại bị thương vậy đúng lúc này? Đại nhân, chẳng qua cha tôi chỉ bị thương thôi, không lẽ như vậy cũng phạm tội sao? Chuyện là vậy, nghi phạm lúc nãy đánh nhau với tôi, bị tôi đánh bị thương tay bên phải. Vậy thì sao? Cha ta chỉ là một người buôn bán, đâu có biết võ công gì, sao đánh nhau với người được chứ? Thế thật đại nhân, nghi phạm và các đại thuốc này ít thực là không giống nhau. Giống hay không không phải do người nói, chuyện này vô cùng quan trọng. Người muốn biết hắn ta có làm hay không, dẫn hắn về trại thì vậy thì biết ngay. Nè, dẫn đi. Tốt lắm. Đừng làm vậy mà. Xin lỗi nha. Lão già. Đừng làm vậy mà. Đại nhân đừng mà. Đại nhân. Bốn qua hỏi lần nữa, tối qua người đi đâu? Tối hôm qua tôi cùng phó thái y tới Thúy Hồng lâu uống rượu thôi mà. Nói nhiều làm gì? Đánh hắn đi. Ta nói là đánh hắn đi. Búa tề đại nhân, thuộc hạ có một chuyện cần mẩm báo. Nói đi. Hôm đó tên phản tặc đánh nhau với thuộc hạ, thân hình rõ ràng là thấp hơn rất nhiều, vốn không giống như Trác Thụ Đường. Vậy thì sao? Vậy chúng ta có thể nào đừng nên chỉ dựa vào vết thương trên tay của Trác Thụ Đường mà nhận định đó là nghi phạm, nên điều tra cho rõ trước rồi hãy dùng hình sao? Doanh trại thì vậy là nơi cấm địa của hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt, bây giờ bị người khác bước vào dễ dàng, mặt mũi doanh trại thì vậy chúng ta để đâu? Hơn nữa thì vậy là thân binh của hoàng thượng, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ hoàng thượng, cho nên phạm là người bị tình nghi đều phải tra khảo nghiêm khắc, không được bỏ sót. Búa tề đại nhân, tránh ra! Ta hỏi lần nữa, vậy vết thương của ngươi từ đâu mà có? Bẩm đại nhân, tôi đã nói rồi. Ngươi, đại nhân, thuộc hạ đã tra hỏi phó thái y rồi, chứng thực đúng là tối qua có đi uống rượu chung với phạm nhân, có người ở đó làm chứng. Vậy thì chứng minh là tôi vô tội rồi đại nhân. Vô dụng. Thả người. Đã bảo. Cũng may là trước đó cha đã đề phòng rồi, cha đã sớm hẹn phó thái y gặp mặt. Cái kế chuẩn bị sẵn người làm chứng này quả đúng là dùng rất kịp lúc. Vừa rồi Thúy Ngọc trốn trong mật thất, cũng may là đà chủ cố tình làm tay mình bị thương, phân tán sự chú ý của chúng, mới không để đám thị vệ đó phát hiện. Bây giờ vết thương của Thúy Ngọc sao rồi? Đà chủ yên tâm, chờ đám thị vệ đó đi rồi, chúng tôi sẽ đưa Thúy Ngọc rời khỏi Bách Hỷ Đường đi tới nơi an toàn. Vết thương của cô ấy không nặng, tin rằng nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi thôi. Khả Nhi, con hãy giúp ta pha một bình trà mang vô đây. Dạ. Con à, ta biết là con có rất nhiều khúc mắc muốn hỏi ta. Con đừng vội, hãy từ từ, cha sẽ cẩn thận tỉ mỉ giải thích hết cho con. Cha gia nhập vào Nhật Nguyệt Hội từ lúc nào vậy? Sao con đi theo cha bao nhiêu năm nay mà lại không biết? Khi cha còn nhỏ, gia đình của cha ở Dương Châu, nhưng vào năm đó nhà Thanh vào càn quét Dương Châu, giết chết rất nhiều người, máu chảy thành sông. Cả nhà của cha năm đó đã bị quân Thanh tràn vào giết sạch hết. Cha, cha biết là chỉ dựa vào sức mình khó có thể chống lại người Mãn Thanh hung hãn, cho nên cha chỉ còn có cách là cố gắng chịu đựng sống tạm qua ngày. Sau đó cha cố gắng lao vào kiếm tiền, rất nhiều tiền. Sau đó cha đã thành thân với mẹ con. Không lâu sau, chúng ta nhận nuôi con.
Cha nghĩ là từ đó có thể sống một cuộc sống bình an tự tại. Nào ngờ ông trời không tha cho cha. Chính là năm con 7 tuổi, mẹ con đã bị quân Mãn Thanh giết chết. Không phải mẹ con bị bệnh chết sao? Chính là vào năm đó, có một tên bối lạc gia nhắm vào tiệm chúng ta. Hắn đã liên kết với bọn quan lại nơi đó cướp đoạt của cải còn chưa đủ. Hắn còn làm nhục mẹ con. Kết quả là mẹ con ôm hận mà chết. Mẹ ơi, kể từ lúc đó, cha đã thề thù Mãn Thanh, giết chết cẩu hoàng đế, và cả đời này cha không đội trời chung với bọn chúng. Sau đó, cha đã gia nhập Nhập Nguyệt Hội, được sự huấn luyện của tổng đà chủ. Cha dẫn thêm một đám môn đệ, mở ra Bắc Thủy Đường, công chuyện làm ăn càng ngày càng lớn. Lý do mà cha liên kết với quan viên chính là gì để sau này dễ bề đối phó với người Mãn. Cha, sao chuyện lớn như vậy mà cha không nói cho con biết? Cuộc đời cha đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, cha đã sớm không coi trọng chuyện sống chết. Nhưng việc cha lo nhất và người làm cha không yên tâm nhất, đó chính là con. Nếu cha nói hết sự thật cho con biết, thì cả đời con sẽ ôm mối thù này mãi mãi, không thể có cuộc sống tốt đẹp. Con xin lỗi cha, con đã hiểu lầm cha. Con gái khờ, sao cha lại trách con chứ? Lần này Thúy Ngọc trà trộn vào danh trại thì vậy, chính là muốn lấy sơ đồ lộ trình của Hoàng Thái Hậu. Hôm đó Hoàng Thái Hậu sẽ đến Hư Vân tự bái Phật, nhưng rất đáng tiếc hành động bị bại lộ. E là tất cả những chuyện chúng ta làm trước đây đều coi như uổng công. Cha muốn ám sát Thái Hoàng Thái Hậu à? Phải.走过太多战役，野超正浪在叫晚风喘息。王者的战绩，千把紫叉弹射，任性地全部豁出天无地。幻象颜色，这世界是我天生拥有的。猛风笑，冷战更冷，我在和你。 在处心，在角里，成败也相差一线，泪念又再闪三箭，从未见真气攻坚，还在笑，才发现。